chào quý vị hôm nay mình trở lại channel để mà trình bày về cái đề tài an sinh xã hội ở trong cái video này một tí ha đặc biệt là cái tình trạng uh, ở đây uh, rất nhiều quý vị trong thời gian qua không có biết rằng là nếu mà mình sang Mỹ định cư rồi mình có một căn nhà ở Việt Nam và hiện bây giờ mình sống ở Mỹ ở trong cái tình trạng câu hỏi của anh này thì anh đang sống với người con ha ở Mỹ nha quý vị sống với con ở Mỹ và muốn biết rằng là nằm trong tình trạng như vậy có thể xin cái tiền trợ cấp SSI được hay không, xin được hay không và đặc biệt là nếu không được thì anh muốn biết rằng là có thể sang tên hoặc là bán để sau đó như vậy thì mình không còn căn nhà ấy ở Việt Nam nữa, xin được hay không đó là câu hỏi nha. Khi mà uh, mình muốn khuyên một điều nha, mình thấy tình trạng này xảy ra rất là nhiều. Có một số quý vị đó khi mà đến để mà nộp đơn, phải không? Để mà nộp đơn để mà uh, xin cái bằng lợi ssi đó rồi mình không có nói ra cái tài sản mình có ở việt nam ví dụ như là căn nhà vân vân ha ở việt nam mình không có nói nha là mình nghĩ rằng cái đó đâu phải là ở mỹ đâu mà mình trình bày văn sinh xã hội làm chi ha rồi bỗng nhiên hai ba năm sau vân uh, vân rồi nhận được cái lá thư từ an sinh xã hội nói rằng là những cái gì mà mình nhận được từ ssi trợ cấp ssi trong thời gian qua mình phải nên trả lại hết là tại vì mình có tài sản ở Việt Nam à, thì nói rằng ủa sao kỳ vậy cái tài sản này đâu phải ở Mỹ đâu mà tại sao bị đòi lại nha à, chương trình trợ cấp SSI đó thì những quý vị đã biết là là dành cho những quý vị có thu nhập phải không mình có cái thu nhập thấp phải không thu nhập mình không có cao thu nhập mình thấp và tài sản của mình nữa là giới hạn ví dụ như là một người sinh thì tất nhiên tài sản của mình là 2.000 đồng trở lại ha. 2.000 đồng trở lại thì hai người thì không có quá 3.000 đồng hả, quý vị. Mà tài sản này thì quý vị biết rồi phải không? À, an sinh xã hội không có tính một chiếc xe ha. Có nghĩa là một xe hoặc là một căn nhà, một nhà. Đó. Bất kể là chiếc xe hoặc là căn nhà ấy là có giá trị bao nhiêu tiền ha, không có sao hả quý vị. Nhưng mà đó là những cái này là mình phải dùng ha có nghĩa chiếc xe này mình phải dùng chứ không phải chiếc xe của mình mình có rồi mình đưa người khác xài mình không có dùng gì hết là không đúng ha và căn nhà cũng vậy nữa cho mình có quyền ở một căn nhà nhưng mà mình phải sống trong căn nhà ấy ha quý vị phải sống trong căn nhà ấy à, sống trong trong căn nhà ấy cái quyền lợi SSI trợ cấp SSI là dành cho những quý vị nào mà cần thiết nhất nghĩa là mình không có được cái sự giúp đỡ từ cái SSI ấy là mình không thể nào mà mình có thể có được để mà mình trang trải cuộc sống của mình uh, uh, trong tháng ấy thôi quý vị. Yeah. Đó. Nên cái nhà này đó, là mình phải sống trong căn nhà ấy. Phải, nếu mình không không có sống trong căn nhà ấy là vì cái lý do gì đó mà nằm trong cái tình trạng gọi là khẩn cấp là mình tạm thời mình rời căn nhà ấy. Ví dụ như bây giờ một người xin SSI đi hoặc đang nhận cái quyền lợi SSi mà bỗng nhiên cái khu vực người ấy ở Uh, không có những cái bệnh viện vân vân gần nhưng mà người ấy phải rời đi tạm thời phải đi đến một cái thành phố hay một tiểu bang nào khác uh, một nơi khác đó để mà hả tạm thời ở một vài tuần một vài tháng vân vân để mà chữa bệnh vân uh, vân thì không sao hỏi vì nhưng mà với cái mục đích là sẽ trở về lại căn nhà ấy khi cái tình trạng của mình uh, uh, ấy đã qua ha chứ không phải là mình uh, để căn nhà ấy đó giống như cái tình trạng khi mà mình ở Việt Nam rồi mình sang Mỹ rồi căn nhà ấy còn ở Việt Nam mình không ở nữa như tình trạng của anh này là sang đây rồi phải không thì sống với con đó sống với con mà bây giờ nếu nằm trong cái tình trạng sinh tới SSI là mình tất nhiên là ít nhất là mình cũng phải có 10 uh, năm làm việc trở lên có 40 tính chỉ hoặc là mình đã quốc tịch Mỹ rồi mà căn nhà ấy vẫn còn ở Việt Nam thì bây giờ căn nhà ấy mình không có sống sẽ tính vào cái tài sản của mình hả quý vị tính vào cái tài sản của mình ở đây nè là trong cái số 2 ngàn ấy nha à, nên khi mình có căn nhà mà ở Việt Nam như vậy phải không rồi mình sống với con ở Mỹ thì căn nhà ấy nó không phải là cái sự cần thiết để mà mình uh, dùng nó cho cái sự cần thiết của mình hàng ngày à, thì cái đó sẽ tính vào tài sản nha nên nhìn vào cái đây là không được phải không là không được là tại tài sản đó bất kể là mình nói rằng hay cái tài sản đó ở Việt Nam nằm ở Việt Nam bây giờ tôi không thể bán nó vân vân là tại vì có người nhà uh, đang sống ở đó nếu mà bán rồi họ không có thể nào mà đi đâu được hết uh, thì cũng không phải là cái lý do chính đáng nha cái tài sản bất kể nha quý vị bất kể là nằm ở Mỹ hay là ở Việt Nam bất kể ở đâu nha bất kể ở nơi nào đó cũng tính vào hết nha quý vị bất kể ở nơi nào đó cũng tính vào là tài sản của mình nha nên khi quý vị mà đến an sinh xã hội lúc đầu đó mình khuyên nha an sinh xã hội đó mình khuyên là trình bày hết tất cả những tài sản mình có bất kể ở nơi nào để mà họ biết để mà họ duyệt cái đơn của mình nó nó hợp với cái tình trạng của mình không thôi sau này là sớm muộn quý vị cũng sẽ nhận được lá đơn nếu mà mình không khai ra đó nhiều khi mình nhận một năm hai năm ba năm rồi đó rồi bắt đầu mình bị kêu trả những số tiền ấy lại và đặc biệt cái SSI là quý vị biết rồi phải không nó có cái Medicare đi cùng nữa có cái uh, bảo hiểm sức khỏe Medicare đi cùng nữa rồi những dịch vụ ấy mình đã dùng trong thời gian qua khi mà bị uh, bắt hoàn lại tất cả như vậy đó là những cái dịch vụ chẳng những tiền thôi mà những cái Medicare mình dùng vân vân nó kêu chi trả lại hết là lúc đó con số tiền ấy nó rất là lớn lao để mà trả lại trong những cái tình trạng như vậy ha Alright nếu mà không được có nghĩa là nếu mà mình xin cái SSI với căn nhà ở việt nam không được như vậy thì mình có thể sang tên đó, sang tên cho người khác cho người thân vân cho ai hoặc đem bán nó đi được hay không à, mình muốn nói cái sang tên trước ha. khi mà mình sang tên có nghĩa là mình chuyển tài sản mình chuyển tài sản của mình là mình chuyển nó qua cho người khác phải không Bây giờ mình chuyển cái căn nhà ấy qua cho người khác đó. thì đó cái gọi là mình có tài sản mình đem cho mình chuyển đi để mà mình làm cho cái tài sản của mình nó thấp hơn, ví dụ là một người đó để thấp hơn 2.000 để mình xin. thì nếu mình chuyển tài sản như vậy đó nó phạm luật với xin xã hội nha, chuyển tài sản để mà xin cái trợ cái cấp SSI mà trong khi trợ cấp SSI là dành cho những người không có khả năng, có nghĩa là tài sản hay là thu nhập họ không có khả năng và không thể nào mà sống được nếu mà không có sự trợ giúp từ cái trợ cấp SSI này, đúng không? Cái số tiền này là do những người dân đóng góp lại để mà giúp cho những quý vị nào đặc biệt là đủ tiêu chuẩn để mà nhận được nó nha. Còn mình khuyên những quý vị nào mà có tài sản rồi như vậy đó thì đừng có nằm trong cái tình trạng này chuyển đi sang tên vân vân vân, vân rồi, uh, rồi lại rồi xin uh, như vậy không được nha. Uh, đúng đàng hoàng đúng lực đàng hoàng xin xã hội không có cho phép mình chuyển rồi mình đi đến xin xã hội để mình xin như vậy đâu có nghĩa là mình chuyển tài sản của mình mình bị phạm luật an sinh xã hội xã hội sẽ cấm quý vị không có được xin cái quyền lợi ấy uh, cho 3 năm ha có nghĩa là khoảng chừng 36 tháng ha quý vị sau 36 tháng rồi đó thì an sinh xã hội sẽ xét lại coi cái tài sản ấy vân vân ra sao rồi họ mới xét cái hồ sơ tiếp nha nhưng mà chuyển như vậy thì không có được uh, liền nhé uh. Alright nếu mà mình bán nó đi thì sao? Mình không chuyển mà bây giờ mình bán đó, bây giờ mình đem căn nhà đó mình bán, nhà ở Việt Nam đó, bây giờ mình bán. Bán thì số tiền đó làm gì? Cái số tiền mà bởi vì bán cái căn nhà đó là làm gì với số tiền ấy? Nếu căn nhà ấy mà bây giờ bán đi cầm số tiền đó mà đem đi cho uh, những người thân hay là vân vân thì cũng không được nha, là cũng có nghĩa là mình lấy cái tài sản mình bán rồi mình chia ra mình cho vân vân cũng không được nha. Bây giờ mình bán đó, thí dụ mình lấy cái số tiền đó mình đem qua bên Mỹ phải không? Đem qua bên Mỹ đó để mà mình mua lại căn nhà khác đó thì nó ok phải không? Thí dụ bây giờ mình bán căn nhà đó đi là dùng số nhỏ đi là 100 ngàn đi ha, là 100 ngàn đi. Rồi bây giờ đó mình đem cái tài sản đó qua Việt Nam mình mua căn nhà khác rồi mình ở nha, mình phải sống trong căn nhà đó thì nó sẽ nó sẽ ok nha, nó sẽ hợp luật hơn nha. Còn nếu mà bây giờ mình bán căn nhà đó mình qua đây cái số tiền đó mình vẫn còn như vậy hoặc là mình mua căn nhà khác Mặc dù xin xã hội cho mình có một căn nhà nhưng mà nếu mình mua căn nhà ấy rồi mình đem căn nhà ấy mình đem mướn đúng không? Mình đem đi cho mướn đó. cho mướn phải không? M Trong tình trạng này thì thí dụ bây giờ anh đang sống với con, hiện bây giờ thì đang sống với con, mình đâu có sống uh, riêng với mình đâu đúng không? Mình sống với con rồi mình đem căn nhà ấy cho mướn thì cũng không được nha. Đó là tài sản của mình. Nếu mình bán căn nhà ấy ở Việt Nam Rồi mình đem tài sản ấy Mình mua căn nhà khác à, ở Mỹ này à, Cái con số nó phải từ 100 ngàn Phải hết con số này thì ok nha Những thứ gì mình mua mà không có hết cái tài sản à, cái, cái 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 số tiền mình bán ở Việt Nam đó Ví dụ mình bán 100 ngàn đi Mà qua Mỹ mình mua căn nhà khác Mình cần cái tiền đó mình mua chỉ có 80 ngàn thôi đó. Thì còn 20 ngàn kia cũng sẽ bị tính vào tài sản à, Để mà xem nó có hơn cái 2 ngàn đồng này hay không nha quý vị à, nên tóm tắt là SSI đúng không quý vị? Cái trợ cấp SSI là một cái trợ cấp do an sinh xã hội cai quản không? An sinh xã hội cai quản đây là một chương trình liên bang trợ cấp liên bang á. Khi mà mình có nó thì mình có cả hai luôn số tiền và cái Medicaid của tiểu bang hàng tháng luôn ha. Và đặc biệt đó nếu mà tình trạng của mình nằm đủ đạt đủ cái điều kiện để mà xin nó đó thì không có gì mà mình Uh, mình không đến mà mình nộp đơn hết đúng không? Thật sự cái tình trạng của mình nha chứ không phải là mình làm gì đó để làm cho cái tình trạng mình uh, nó bị hạn hẹp lại để mà mình có đủ điều kiện rồi mình có những cái gì mà khác như là tài sản vân vân rồi mình uh, để một nơi khác để cho không biết được thì không có điều đó là không có nên làm hả quý vị? Vì cái số tiền mà tất cả những người đóng góp đó thì họ làm việc và đóng thuế để có số tiền ấy để dành ra cho mình để mình làm những cái gì uh, mà mình cảm thấy rằng đó, là nó đúng với cái luật và đúng với cái sự cần thiết của mình đó, thì mình nên làm thôi quý vị. Vì cái số tiền ấy có là do những quý vị khác làm việc mà đóng thuế để mà có được cho mình ha. Nên mình luôn tìm kiếm những cái gì trong phạm vi uh, những người khác muốn ha. Bởi vì nếu mà mình nằm trong như tình trạng mình đóng thuế À, mà cho những quý vị nào mà không có khả năng để mà chi trả vân vân, rồi họ mới đến xin cái trợ cấp SIA như vậy thì mình cũng muốn giống hệt như vậy thôi, mình muốn những người mà có đủ điều kiện thì mới nộp, à, ha như vậy đó thì xã hội sẽ được tốt đẹp hơn. Có gì mình sẽ trả lời những điều sau. Chào quý vị.